Không tham của rơi cũng là bài học dở lòng mà những người làm cha làm mẹ nào cũng muốn dạy cho con của mình. Thế nhưng thanh niên sau đây đi ăn trộm rồi mang tiền vào cho mẹ và cái kết lại nằm ngoài dự tính. Công an huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Nguyễn Văn Quốc, 19 tuổi, để điều tra về hành vi tội trộm cắp tài sản và tàn trữ trái phép chất ma túy. Đối tượng khai nhận trước đó đột nhập vào nhà dân, cậy tủ lấy trộm một lượng vàng SJC, một chỉ rưỡi vàng 24K, một dây chuyền vàng 18K, đồng hồ, điện thoại và 6 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị tài sản gần 85 triệu đồng. Quốc bán số vàng và đem tiền về cho mẹ ruột là bà TTO, còn lại thì mua điện thoại và cất giữ tiêu xài cá nhân. Nhận số tiền lớn từ con trai, người phụ nữ nghi ngờ là tài sản bất chính nên đưa cho anh ruột của Quốc mang đến công an trình báo và giao nộp. Sau đó ngành chức năng vào cuộc điều tra và xác định Quốc chính là thủ phạm của vụ trộm nên bắt giữ.